Sáng ngày 19 tháng 5, Liên đội trường Tiểu Vĩnh Khê tổ chức Đại hội Cháu Ngoan Bắc Hồ kỷ niệm 73 năm thành lập đội, 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên cho học sinh để báo công dương bác những thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học 2013-2014. Đến dự với buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều, đồng chí Phạm Xuân Hoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đông Triều. Ngoài ra tham dự đại hội còn có đội ngũ giáo viên, nhân viên và 1117 đội viên nhi đồng trong toàn trường. Nhằm giúp học sinh tái hiện lại những sự kiện lịch sử, mở đầu chương trình là màn truyền thống đặc sắc và vô cùng ý nghĩa gắn với các nhân vật là thiếu niên nhi đồng xuất sắc trong lịch sử dân tộc. Đại hội là dịp tuyên dương và động viên các đội viên nhi đồng toàn liên đội tiếp tục phấn đấu rèn luyện sau khi báo công dâng lên bác những thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được, liên đội đã tổ chức tặng bằng khen cháu ngoan bác hồ cho 124 học sinh trong toàn trường và công nhận chương trình rèn luyện đội viên cho 198 học sinh khối lớp 5 với 6 chuyên hiệu, chuyên hiệu chăm học, nhà sư học nhỏ tuổi, nghệ sĩ nhỏ tuổi, nghi thức đội, vận động viên nhỏ tuổi và chuyên hiệu khéo tay hay làm. Đại hội kết thúc trong sự hân hoan và vui mừng của thầy và trò liên đội trường Tiểu học Vĩnh Khê, hứa hẹn một năm học mới với nhiều niềm vui và nhiều thành tích hơn nữa.